Mùng 10 tháng Giêng, hơn 1.100 công nhân của công ty may Hòa Thọ – Đông Hà đã quay trở lại với công việc sau kỳ nghỉ Tết. Ngay từ đầu năm, người lao động toàn đơn vị đã đón nhận tin vui với hai đơn hàng lớn, đảm bảo việc làm cho toàn bộ công ty cho đến tháng 8 năm 2024. Điều này đã giúp người lao động phấn chấn bước vào một năm sản xuất mới với nhiều kỳ vọng mới. Đầu năm vô thì là không khí hào hứng của anh chị em công nhân. Vui vẻ và hào hứng làm việc với đầu của trong năm nay thì nói chung là hy vọng là một năm mới là làm ăn phát đạt của công ty. Vậy là công ty là tình hình là có hai đơn hàng lớn của công ty là sẽ tạo điều kiện cho anh chị em công nhân là có công việc ổn định. Trong năm 2023, cùng với khó khăn chung của các doanh nghiệp dệt may trên cả nước, các công ty may mặc xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đều hoạt động cầm chừng do lượng đơn hàng giảm mạnh. Nhiều đơn vị buộc phải cắt giảm lao động do không có nguồn hàng ổn định. Chính vì vậy, với những đơn hàng lớn, những tín hiệu khởi sắc của ngành dệt may trong ngày đầu năm 2024 chính là động lực quan trọng cho sự phát triển ngành công nghiệp này tại Quảng Trị. Không khí làm việc của toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty đã bắt đầu chính thức trong ngày hôm nay, và đặc biệt là tín hiệu vui đầu tiên đó là tập thể cán bộ công nhân viên của tất cả các tổ bộ phận của nhà máy đã đi làm rất đầy đủ. Thì nhà máy tiếp tục nhận được sự quan tâm và các khách hàng lớn, đặc biệt là khách hàng ở Mỹ sẽ đến đổ đơn hàng lớn và số lượng lớn và thời gian sản xuất khá dài từ đây cho đến tháng 8, thì đảm bảo được công an việc làm cho toàn thể cán bộ công nhân viên làm việc liên tục. Với những đơn hàng lớn mà các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ký được ngay từ đầu năm, cùng với những lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do mang lại, sẽ là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển sản xuất, tạo đột phá về xuất khẩu trong năm 2024.